Tôi xin được giới thiệu nhạc trưởng Hoàng Mạnh Hà. Thank you.
Kính thưa quý vị, thật là không công bằng nếu không nói điều này ra. Đó là cái kèn harmonica là một cái loại kèn không có dăm, hoặc là gọi là có dăm tự do. Chính xác hơn là có dăm tự do.